Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi ngôn ngữ của máy in Canon MF4412. Rồi các bạn, đây là cái giao diện ngôn ngữ tiếng Việt của Việt Nam. Từ các bạn bấm được menu, nó sẽ là những cái tự chọn cho mình. Rồi các bạn nhấn nút trỏ xuống, nó có những chức năng khác nhau. Rồi chúng ta trỏ lên và tùy chọn. Rồi các bạn nhấn OK để cài đặt hiển thị. Rồi để thay đổi ngôn ngữ, các bạn chọn vào cái mục ngôn ngữ rồi nhấn OK. Đó, ở đây có Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, Thái Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và tiếng Anh phổ thông. Rồi bạn nhấn English tiếng Anh. Rồi các bạn nhấn OK sẽ thay đổi cho các bạn. Rồi nhấn vào menu. Rồi bây giờ nó sẽ ra một cái giao diện ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ phổ thông. Ví dụ như cái máy của mình nó báo lỗi mà các bạn để ở giao diện tiếng Việt á, thì nó sẽ rất là khó tra cái mã lỗi. Vì vậy các bạn thay đổi ngôn ngữ tiếng Anh thì các bạn sẽ ra cái mã lỗi rất là dễ dàng cho các bạn. Ví dụ mà những cái máy nó báo lỗi như thế này, nhất là báo lỗi về bộ phận kem hoặc là cáp rồi mực, tất cả các bộ phận liên quan về máy in, thì nó sẽ hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh, nó sẽ rõ và các bạn dễ ra mã mình để giao diện tiếng Việt như thế nào. Rồi các bạn biết mà trở lại tiếng Việt thì các bạn nhấn menu và chọn nhóm đầu tiên. Rồi display setting các bạn nhìn thấy rồi chọn language. Language là chúng ta cũng thay đổi ngôn ngữ trở lại thành tiếng Việt để bạn nhấn vào đó. Đó, bây giờ các bạn chọn language. Đó, các bạn thích ngôn ngữ nào thì các bạn chọn lại thôi. Mình Việt Nam thì cứ chọn Việt Nam cho nó dễ. Nhiều người không biết, không giỏi tiếng Anh thì các bạn chọn tiếng Việt. Tại vì khi những cái đào tạo, những cái làm việc của mình thì cái nó bạn lỗi vì tiếng Việt thì các bạn biết tiếng Anh thôi. Nó khi nó bạn lỗi thì bạn dễ mà phân biệt ra. Đó, mình đã trở lại ngoài tiếng Việt công dụng của tất cả Việt Nam của mình. Rồi vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách thay đổi ngôn ngữ trên máy in Canon MF4412. Nếu bạn thấy video hữu ích thì bạn có thể cho mình một nút subscribe để ủng hộ kênh.